Mái tóc sang trọng có sẵn cho tất cả mọi người. Hãy thử thuốc kích thích mọc tóc của tụi mình đi. Thật ư? Mình đã thử mọi thứ rồi. Công thức này hiệu quả rất đáng kinh ngạc đó nha. Hãy tự mình thử và trải nghiệm nào. Wow, điều này thật tuyệt vời. Mình đã nói gì nào? Đó là một ưu đãi độc quyền đó. Các quý cô à, hãy thử công thức độc quyền của tụi mình đi. Nó sẽ mang mái tóc của bạn trở lại trong vài giây. Thế nào Mary? Trông mình giống Zendaya chưa? Mình nghĩ chai xịt này hơi yếu đối với mình. Mình muốn hoàn tiền. Sản phẩm của bạn không có tác dụng. Chờ chút quý cô à, bạn vẫn chưa thử siêu hoạt chất phiên bản 3000 của tụi mình. Bạn phải cẩn thận hơn với cái này. Ồ, chú ơi, nó có tác dụng nè. Không thể tin được. Trông mình như Rapunzel vậy. Với mái tóc như thế này, Cuny sẽ trở thành nữ hoàng của trường học. Mái tóc dài này khiến mọi người ghen tị. Hãy nhìn sự bồng bềnh đó đi. Và cả độ dài nữa. Mình sẽ đổi mọi thứ để có mái tóc như vậy. Và mái tóc của Cuny đang phát triển nhanh chóng. Và nó gây ra rất nhiều vấn đề. Chào các cô gái. Bạn có thể cẩn thận hơn được không? Wow, tóc đẹp quá à. Này, sao điều này khó khăn với mình quá vậy? Vỏ chuối hả? Thừa nhận đi, bạn làm điều này đúng không? Đó là một sự cố thôi mà. Thật đó, mình biết cách để sửa sai rồi. Tốt hơn rồi nè. Mái tóc hoàng gia cần sự chăm sóc hoàng gia. Trong tiềm thức, Cuny mơ được trở thành người siêu giàu. Anh sẽ mua mái tóc đắt tiền cho em. Wow, đây là cơ hội của mình. Anh có đúng thứ em đang tìm kiếm. Có vẻ như tụi mình có một vụ làm ăn. Của quý ngài đây, chơi vui nha. Chắc chắn họ sẽ thuê mình làm người dẫn chương trình TV ngay lập tức. Bạn có thể tin điều này được không? Mình siêu giàu có rồi. Hả? Có chuyện gì thế? Vậy nào, vậy ngay đi Cuny. Vậy đó chỉ là mơ thôi à? Sao bạn lại đánh thức mình thế? Mình đã chuẩn bị mua trực thăng của riêng mình rồi. Bạn có thể kể mình nghe trên đường đến trường. Tóc dài cộng với gió bằng với thảm họa. Ồ không, mình không thể thấy gì cả. Mình sẽ bị thổi bay đi mất. Việc này không dễ chút nào. Hôm nay ngoài trời lạnh quá à. Mình có ý này nè. Mái tóc siêu dài có thể biến thành một chiếc khăn choàng ấm áp. Và nếu bạn làm rối nó thêm chút nữa, bạn sẽ có một chiếc mũ trùm có tay thời trang. Và giờ bạn có thể đi dạo rồi. Đến giờ ăn trưa rồi nè. Hôm nay thực đơn có gì thế? Mì Ý, mình yêu nó. Ồ, có chuyện gì với Mary vậy? Tóc dài thật phiền phức mà. Nó luôn rơi vào đĩa. Để mình giúp bạn cho. Nó không ngon miệng lắm. Mary thích mì ống xoắn hơn. Tất nhiên là cô nàng thích vậy. Vì nó làm cho cô nhớ đến tóc của mình. Mình thấy một người khác cũng đang có vấn đề với đồ ăn nè. Đũa hả? Mình có ý này. Không chỉ thuận tiện mà còn phong cách nữa. Xong, cuối cùng tụi mình cũng có thể ăn được rồi. Ăn ngon miệng nha. Mình không cảm thấy muốn ăn nữa rồi. Tóc dài có nghĩa là bạn có thể làm được mọi kiểu tóc. Hãy bắt đầu bằng việc chải tóc nha. Ow, dừng lại đi. Ồ, cố lên. Thế lượng bị kẹt rồi. Sao tụi mình không thử cái khác nhỉ? Lại nữa, ý kiến tệ quá. Đừng hoang mang. Giờ mình sẽ sửa lại. Dây buộc tóc sẽ làm việc hiệu quả. Bạn sẽ thích nó. Mái tóc dài của Mary rất cứng đầu. Liệu Cuny có thể chế ngự nó được không? Cái gì? Mình không hiểu. Mình có thứ tốt hơn đây nè. Ta-da! Một chiếc kẹp tóc sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Và kẹp tóc khổng lồ của Cuny thậm chí còn tốt hơn. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Buổi chiếu phim tối thứ bảy đang diễn ra sôi nổi. Mary, mình có vài tin xấu. Có hai người nhưng chỉ có một vé. Anh không thể cho tụi em một ngoại lệ được sao? Không vé thì không xem phim nha. Ồ, tập mới của Harley Quinn và Branker. Hả? Chuyện gì thế? Chào buổi tối, đây là vé của em. Mary ơi, mình không thể thở được. Bình tĩnh đi, mọi thứ đang được kiểm soát. Okay. Buổi tối vui vẻ nha quý cô. Cửa đã mở rồi, hàng ghế vẫn còn trống. Giấu đồ dưới mái tóc, giống như phim gián điệp vậy. Ai là người ngầu nhất ở đây nào? Tụi mình chứ ai?
mình đã rất lo lắng đó. Mình yêu tiền, mình yêu tiền. Mình sẽ phải đăng về điều này trên blog của mình. Tóc dài khiến việc lén mang bắp rang vào rất dễ dàng. Bạn cũng nghĩ vậy hả? Ồ, tuyệt quá. Cái gì mình không có ở đây nhỉ? Ủa, sao cái này lại rơi vào đây được? Này, cái gì thế? 700, 800. Mình biết mình có nó. Vẫn còn lạnh nè. Bạn là một cỗ máy kỳ diệu đích thực đó, Mary. Chờ một chút, những gương mặt thân quen làm sao? Rời khỏi rạp phim ngay lập tức. Hoặc anh sẽ gọi cảnh sát đấy. Ủa, may thật đó nha. Đi dạo trong một ngày đầy mây rất mạo hiểm. Ồ không, trời mưa đã phá hỏng mọi kế hoạch của tụi mình. Và mái tóc dài biến thành những cuộn băng ướt rồi. Hãy có một buổi tối thư giãn nào. Mái tóc dày của Mary thấm rất nhiều nước. Ồ, có vẻ như một cái xô ở đây sẽ không đủ đâu. Với mức này, tụi mình sẽ ở đây cả đêm. Ồ, đừng đi đâu hết nha. Mình nghĩ Mary có một kế hoạch. Mình sẽ phải hy sinh chiếc áo len yêu thích này. Wow, máy sấy tóc quá. Sao mình không nghĩ đến nó nhỉ? Nhưng Connie quyết định đẩy nhanh quá trình. Việc này trước giờ chưa từng thất bại. 1, 2, và xong rồi. Bây giờ đến lượt mình sấy khô nha. La 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 la. Nó sẽ thành một kiểu tóc siêu đẹp. Mái tóc siêu dài cần sự chăm sóc đặc biệt. Một chai dầu gội là không đủ. Ồ không, tụi mình hết dầu gội rồi. Ồ, dầu gội cho cuốn sao? Mình đoán mình không còn lựa chọn nào. Đó sẽ là bí mật nhỏ của tụi mình. Mình ngứa quá đi. Chuyện gì thế? Có vẻ như gội đầu cho cuốn hóa ra là một ý tồi. Sao mình lại xui xẻo như vậy chứ? Connie à, nhìn xem mình mua gì nè. Thùng dầu gội đầu này sẽ dùng được một tháng. Giờ mình không có thời gian cho việc đó đâu. Bạn không thấy hả? Để mình đoán xem. Dầu gội cho cuốn phải không? Đây, okay. Cái này sẽ có ích nha. Wow, đâu còn cách nào khác nữa chứ. Nhìn này. Một đôi dép đi trong nhà cho mùa đông mới toanh. Thỉnh thoảng bạn chỉ muốn thay đổi ngoại hình của mình. Mình muốn mái tóc màu hồng. Lựa chọn tuyệt lắm, triển thôi nào. Tuy nhiên, nhuộm tóc dài là một thử thách thật sự. Mình muốn trông thật lộng lẫy. Chỗ này không đủ. Đây rồi nè. Găng tay cao su ư? Để mình không làm hỏng móng tay. Hãy bắt đầu sự biến đổi nào. Bạn sẽ cần một con lăn. Xong rồi. Hẹn vài tuần nữa gặp lại nha. Khách hàng mới hả? Mình có thể giúp gì cho bạn? Mình muốn mái tóc màu xanh. Tóc của mình siêu siêu dài. Nhưng đó không phải là vấn đề, đúng chứ? Chà, có lẽ không phải như vậy. Được mời ra ngoài luôn thật vui. Tuyệt quá, anh chàng thích mình rồi. Mình nghĩ có gì đó không ổn. Chuyện gì vậy cô gái? Adam rủ mình đi chơi, bạn có tin được không? Đó là tin tuyệt vời đó nha. Để mình giúp bạn. Mình đang cố gỡ rối nó. Mình chóng mặt quá. Đến lúc ăn diện rồi. Này Mary, bạn có chắc điều này không quá lố không? Mình cảm thấy giống như tháp Eiffel vậy. Không thể nào, mình nghĩ trong bạn rất thanh lịch mà. Vậy chúc mình may mắn đi. Với kiểu tóc cuối như vậy, Connie chắc chắn sẽ được chú ý. Mình không nghĩ về điều này. Mình phải làm gì đây? Mary ơi, giúp mình với. Connie làm mọi thứ với người bạn thân nhất của mình. Thậm chí cô nàng còn đi hẹn hò với bạn mình. Uống chút trà nha. Cảm ơn Mary. Mary đang tán tỉnh anh chàng có phải không? Mình cần phải đẩy cô nàng ra khỏi cuộc đua ngay lập tức. Nhìn kìa, là Timothy Chalamet. Đau quá. Đưa giúp mình hũ đường với nha. Cô này biết cách để gây ấn tượng với một anh chàng. Dây thòng lọng từ tóc ư? Cực kỳ hiệu quả. Nhưng Adam không nghĩ như vậy. Bánh của mình, nó bị phủ đầy tóc rồi. Mình thấy không ổn cho lắm. Xin lỗi các quý cô nha, mình đi đây. Bạn biết gì không? Tụi mình không cần mấy anh chàng đó đâu. Tình bạn đích thực, đó mới là điều quan trọng.